Trong khoảng vài năm gần đây thì em cảm thấy rằng sự hội nhập quốc tế của sinh viên Việt Nam phát triển rất là rõ rệt. Các anh chị ở khóa trên, ở các trường đào tạo kiến trúc đạt được rất là nhiều thành tích ở đấu trường quốc tế. Cụ thể là đồ án thủ khoa của trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm rồi đã đạt được giải nhì đồ án kiến trúc quốc tế KBU. Thì những cái thành công lớn này của các anh chị đi trước đã tiếp thêm động lực, tiếp thêm lửa cho các thế hệ sinh viên sau như tụi em. Nhưng mà không có giải thưởng quốc tế thì Loa Thành là một giải ước mơ mà các bạn sinh viên học chuyên ngành kiến trúc rất là được mong chờ và khao khát. Giải thưởng Loa Thành này thì nó giống như là một cái lễ hội tốt nghiệp thứ hai của các bạn vậy. Các bạn sẽ được hội đồng chuyên môn đánh giá lần thứ hai. Vì vậy mà khi mà được nhận giải thưởng thì mình rất là vui. Và trong năm nay thì giải thưởng Loa Thành ở ngành kiến trúc thì lại không có giải nhất, mà giải nhì là một cái vinh dự với các bạn được nhận giải. Nói về giải quán quân International Graduation Project Award 2023 này thì thật sự đây là một vinh dự đối với mình. Tại vì khi mà gửi bài đi thi quốc tế thì mình chỉ mong chờ cái khoảnh khắc mà ban giám khảo có thể cho mình đánh giá bài tốt nghiệp cũng như là dành những cái lời khen đến bài đồ án của mình thì mình đã cảm thấy rất là hạnh phúc rồi. Đối với sinh viên kiến trúc thì đồ án tốt nghiệp nó là một cái thứ gì đó khá là thiêng liêng. Nó không chỉ đơn thuần là một đồ án đánh dấu cột mốc 5 năm tại trường đại học, mà ở tại đồ án tốt nghiệp thì các bạn sinh viên kiến trúc có thể đưa những cái ý tưởng hoặc là đưa những cái tình cảm của mình vào bên trong đồ án. Thì đối với mình cũng vậy, vì mình là một người con được sinh ra ở vùng đất ven biển La Di, Bình Thuận, nên mà có thể làm một điều gì đó đóng góp vào cho giá trị cho quê hương của mình thì mình rất là hạnh phúc với điều này. Và đồ án tốt nghiệp cũng như là một cái giấc mơ gói ghém của mình ở bên trong. Khi mà làm đồ án tốt nghiệp á, thì mình không có nghĩ là mình sẽ mang một cái thông điệp nào nó quá lớn, mà nó chỉ đơn thuần là mình là những cái con người có những cái ước mơ ở nơi mà mình được sinh ra, hiểu rõ cái giá trị tuổi thơ của mình. Thì mình nghĩ là chỉ có mỗi bản thân những con người ở cái vùng quê hương đó thì mới hiểu được những vấn đề cũng như là những giá trị tốt đẹp ở nơi đây. Khi mà thiết kế một công trình thì không chỉ là tạo cho nó đẹp mà nó phải mang được nhiệm vụ là giải quyết các vấn đề ở khu vực đó. Một đồ án tốt là một đồ án có thể giải quyết được những vấn đề mang giá trị nội dung và hình thức, và sâu hơn nữa thì cần phải giải quyết được những vấn đề văn hóa xã hội ẩn bên trong của khu vực này. Có một điều may mắn đó là mình đã bắt đầu làm đồ án tốt nghiệp từ giữa 5 năm đại học. Thì mình có 8 tháng làm đồ án tốt nghiệp. Trong cái quá trình làm đồ án tốt nghiệp thì chọn đề tài mình nghĩ là một vấn đề khá khó khăn và phức tạp. Tại vì có rất là nhiều vấn đề, nhưng mà để mà chọn ra được một vấn đề và tìm cách giải quyết nó thì thật sự là khó khăn. Thì trong cái giai đoạn mà làm bài á, nó sẽ có nhiều giai đoạn. Thì đầu tiên là mình phải chọn được cái vấn đề này, sau đó là mình tìm ý, pin up những cái hình lên trên bức tường, brainstorming, và sau đó là vẽ, development nó, diễn họa, render, cũng như là ở trong quá trình thì mình phải làm những cái mô hình để mình thử cái kích thước, cái tỷ lệ. Thì với giải thưởng 2 năm học bổng tại Polytechnic của Milan thì mình nghĩ là đây là một cơ hội để mình có thể phát triển thêm về kiến thức thiết kế. Thì được biết đây là một môi trường kiến trúc rất là mạnh về kiến trúc thực hành trên thế giới, thì mình mong muốn là khi được học hỏi ở đây thì mình sẽ được thực hành nhiều hơn. Và những điều này thì cuối cùng cũng chỉ để là mình có thể thiết kế tốt hơn.
không dám có lời nhắc nhở nào đến các bạn trẻ vì mình cũng còn rất là trẻ. Nhưng mà mình có tâm đắc với một câu nói của kiến trúc sư David Chipperfield: sự khác biệt giữa kiến trúc tốt và tệ phụ thuộc vào việc thời gian bạn dành cho nó.